Thưa các bạn thân mến, chương trình hôm nay với tên gọi là quảng cáo, điều thất yếu trong cuộc sống của chúng ta. Và bây giờ mời bạn Mỹ Sang. Xin chào các bạn, mình là tiếp viên trưởng của một quán cà phê. Mỗi lần xuất hiện trước đám đông khách hàng, quần áo của mình phải được sáng và sạch để mình có thể tiếp khách. Một lần quán cà phê vắng khách, mình đi tới siêu thị, thấy bột giặt X, bao bì bên ngoài trông cũng tạm tạm, mình mua dùng thử. Không ngờ bột giặt X tốt thật, tốt đến nỗi tẩy trắng quần áo của mình hẳn luôn. Bột giặt X ăn mòn cả quần áo mình, làm quần áo của mình được mỏng và đẹp hơn. Mọi người thích lắm, cho nên từ nay mình sẽ dùng bột giặt X thường xuyên hơn. Và bây giờ xin mời bạn Hòa Bình và bạn Phương Trinh. Trắng bóng thế? À, bởi vì mình dùng kem đánh răng X tốt thật, đánh một lần bảo vệ đến hai lần, nên hai ngày mình mới đánh một lần, thật là sảng khoái. Cảm ơn hai bạn. Và bây giờ mời bạn Hiền Lâm. Bộ mấy con nóng thiệt á hả? Học sinh! Kìa! Chúng con kính chào cô vào lớp! Cô chào các con ngồi xuống. Lớp trưởng, lên điểm danh cho cô. Dạ. Sĩ số 19, hiện diện 18, vắng một bạn, báo cáo hết. Vắng một bạn à? Bạn nào vậy con? Có xin phép hay không? Dạ thưa cô, nếu như đếm theo tên á thì sẽ thấy không thiếu bạn nào hết, còn đếm theo số thì sẽ thấy thiếu một bạn. Sao kỳ vậy? Con cũng không biết nữa, cô đếm giùm con đi. Ừ, thôi được rồi. Ừ. Sĩ số là 19 mà hiện diện có 18, đúng là vắng một bạn. Vậy thì các con có biết là vắng bạn nào hay không? Sao kỳ vậy ta? Hiền Lâm, đứng lên. Dạ. Cả lớp đang điên đầu về vấn đề thiếu một bạn mà chưa biết nguyên nhân, tại sao con lại cười? Dạ. Quá dễ, có 18 bạn ngồi ở đây, rồi cộng thêm con bò đang ngậm cỏ đứng kế bên cô, cộng vô thì là 19 bạn.